Xin chào các bạn đã đến với tuần lễ audio văn học, mỗi ngày một bài văn nghi đội văn học hay của học văn chị Hiên. Chị là Thu Hiền, người sẽ đồng hành cùng em trong phần audio này. Đề bài của chúng mình ngày hôm nay là so sánh, phân tích chi tiết độc đáo trong hai đoạn trích sau. 1. An và Liên đã buồn ngủ díu cả mắt. Tuy vậy, hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa, trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ. Mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống. Đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố để bán hàng. May ra còn có một vài người mua. Nhưng cũng như mọi đêm, Liên không trông mong còn ai đến mua nữa. Với lạ, đêm họ chỉ mua bao diêm, hai gói thuốc là cùng. Liên và em cố thức là vì cớ khác, vì muốn được nhìn chuyến tàu. 9 giờ có chuyến tàu ở Hà Nội đi qua huyện. Đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc sát mặt đất như ma chơi, rồi tiếng còi xe lửa đâu vang lạ trong đêm khuya kéo dài ra theo gió xa xôi. Liên đánh thức em. Dậy đi An, tàu đến rồi. An nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa. Tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít, có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai. Trước kia ở sân ga có mấy hàng cơm mở đón khách đèn sáng cho đến nửa đêm, nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng tối đen như ngoài phố. Hai chị em chờ không lâu, tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng, lố nhố những người, đồng và kèn lấp lánh và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau cùng, xa xa mãi, rồi khuất sau rặng tre. Trích, hai đứa trẻ, Thạch Lam. 2. Lúc ấy đã khuya, trong nhà đã ngủ yên, thì mị trở dậy thổi lửa. Ngọn lửa bập bùng sáng lên, mị lé mắt trông sang, thấy hai mắt A Phủ cũng vừa mở. Một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống hai hõm má đã xám đen lạ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, mị chợt nhớ lại đêm năm trước A Sử trói mị, mị cũng phải trói đứng thế kia, nhiều lần khóc, nước mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, không biết lau đi được. Trời ơi, nó bắt trói đứng người ta đến chết. Nó bắt mình chết cũng thôi, nó bắt trói đến chết người đàn bà ngày trước cũng ở cái nhà này. Chúng nó thật độc ác. Cơ chừng này chỉ đêm mai là người kia chết. Chết đau, chết đói, chết rét, phải chết. Ta là thân đàn bà, nó đã bắt ta về trình ma nhà nó rồi thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi. Người kia, việc gì mà phải chết thế? Mị phảng phất nghĩ như vậy. Đám than đã vạc hẳn lửa, mị không thổi, cũng không đứng lên. Mị nhớ lại đời mình, mị lại tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng đã trốn được rồi. Lúc ấy bố con bá cha sẽ bảo là mị đã cởi trói cho nó, mị liền phải trói thay vào đấy, mị phải chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, trong tình cảnh này làm sao mị cũng không thấy sợ. Lúc ấy trong nhà đã tối bưng, mị rón rén bước lại. A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng mị tưởng như A Phủ đương biết có người bước lại. Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì mị cũng hốt hoảng. Mị chỉ thì thào được một tiếng, đi ngay, rồi mị nghẹn lại. A Phủ búng khuỵu xuống, không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy. Mị đứng lặng trong bóng tối. Rồi mị cũng vụt chạy ra, trời tối lắm, nhưng mị vẫn băng đi. Trích, vợ chồng A Phủ, Tô Hoài. Bài làm Kachila Mayer
một nhà thuyết trình nổi tiếng người Mỹ đã từng nói: người tạo ra sự khác biệt to lớn thường là người làm những điều nhỏ bé một cách kiên định. Trong sáng tạo nghệ thuật, điều đó thật đúng đắn. Có hay không rằng chỉ những điều to tát, vĩ đại mới tạo nên giá trị. Đôi khi, những gì tầm thường, nhỏ bé ở xung quanh ta, nếu biết tìm kiếm và nhìn nhận lại, có thể mang đến giá trị gấp nhiều lần. Văn chương luôn bắt nguồn từ một men say, một tia chớp lóe sáng, một mạch nước ngầm âm ỉ, khiến cho chỉ vì một đôi mắt mà người ta phải cưới nguyên một người đàn bà. Ấy chính là muốn bàn đến vai trò của chi tiết nghệ thuật, là các tiểu tiết mang sức chứa lớn về cảm xúc và tư tưởng, và chi tiết đợi tàu trong Hai đứa trẻ của Thạch Lam, chi tiết bị cởi trói cho A Phủ trong Vợ chồng A Phủ, chính là những tiểu tiết như thế. Nếu tiểu thuyết là một đoạn của dòng đời, thì chuyện ngắn chỉ là mặt cắt của dòng đời, như mặt cắt giữa một thân cây cổ thụ. Chỉ liếc qua những đường vân trên khoanh gỗ tròn kia, dù trăm năm vẫn thấy cả cuộc đời thảo mộc. Nguyễn Minh Châu. Do hạn chế về dung lượng câu chữ, nên chuyện ngắn không phản ánh được một phạm vi hiện thực rộng lớn như tiểu thuyết, mà chỉ là những câu chuyện trong khoảnh khắc, là giây phút lóe sáng trong cuộc đời nhân vật. Vì vậy, khi viết chuyện ngắn, nhà văn phải có khả năng quan sát sắc sảo, năng lực khái quát cao độ để có thể phản ánh được bản chất của con người và xã hội thông qua một hiện tượng, một biến cố, một lát cắt. Nhà văn phải dồn nén hiện thực và tư tưởng vào trong những chi tiết nghệ thuật có dung lượng ý nghĩa lớn lao, như bàn tay siết lại thành nắm đấm, Hemingway. Vì vậy, yếu tố quan trọng bậc nhất của chuyện ngắn là các chi tiết nghệ thuật. Tuy nhiên, trong một chuyện ngắn, không phải chi tiết nào cũng mang nhiều ẩn ý. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn được những chi tiết đắt giá, phân tích, làm sáng tỏ ý nghĩa của nó trong việc thể hiện hình tượng, chủ đề tác phẩm và tư tưởng của tác giả. Hơn nữa, theo kinh nghiệm viết chuyện ngắn của Vương Chí Nhàn, toàn chuyện phải là một cái vòng khép kín, không dài quá, không ngắn quá, không xô đẩy sọc sạch, thậm chí không thừa một chi tiết nào. Khi đã vào chuyện, cái xà tích của một cô gái hay chút ánh trăng thượng tuần cũng phải có ý nghĩa. Cái nọ, nương tựa cái kia, chi tiết này, soi rọi cho chi tiết khác. Các chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm có quan hệ máu thịt với nhau. Cho nên, khi phân tích, chúng ta phải đặt chi tiết đang tìm hiểu trong mối liên hệ khăng khít với các chi tiết khác, trong chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn của một tác phẩm. Trong những đứa con tinh thần của mình, Thạch Lam và Tô Hoài đã làm rất tốt điều đó khi xây dựng nên được những chi tiết có sức chứa lớn về nội dung, tư tưởng, thể hiện tầm vóc của người nghệ sĩ. Thạch Lam và Tô Hoài là những cây bút văn xuôi xuất sắc hàng đầu trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Nếu như ở Thạch Lam, ta biết đến nhà văn của chủ nghĩa lãng mạn, ngòi bút nhẹ nhàng và tinh tế đã không biết bao nhiêu lần thổn thức trước những thân phận nhỏ bé, khổ đau ở cõi đời này, thì Tô Hoài lại lôi cuốn bạn đọc bởi lối viết sâu sắc, mang hơi thở của cuộc sống trên từng trang viết. Hai đứa trẻ và Vợ chồng A Phủ là hai tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Thạch Lam và Tô Hoài. Tuy được ra đời trong hai hoàn cảnh lịch sử, xã hội khác nhau, song tư tưởng nhân đạo chi phối đã tạo nên sự tương đồng trong các sáng tác của những tác phẩm chân chính. Mặt khác, cá tính sáng tạo, cái chất riêng của mỗi người nghệ sĩ đã làm nên nét chuyên biệt độc đáo, mang phong cách của mỗi người. Đặc biệt, chi tiết đợi tàu trong Hai đứa trẻ và chi tiết bị cởi trói cho A Phụ trong Vợ chồng A Phụ là những hạt bụi vàng đã góp phần thể hiện nên tư tưởng và dấu ấn cá nhân của mỗi tác giả. Cả nhà văn Tô Hoài và nhà văn Thạch Lam đều viết rất hay, rất độc đáo và phản ánh một cách chân thực về cuộc sống của những người lao động khốn khổ trong xã hội. Đối với tác phẩm Hai đứa trẻ, chi tiết đợi tàu của Liên và An được đặt trong bối cảnh cuộc sống chung của toàn bộ câu chuyện là một huyện nghèo, bao quanh là ruộng đồng, có một cái chợ và một ga nhỏ với tuyến đường sắt xe lửa chạy qua mỗi ngày một bận. Nó mang dáng dấp của vùng đất nửa phố xá, nửa làng quê. Và rồi, trên cái nền của bức tranh ngày tàn ấy là những kiếp người lầm lũi, lay lắc trong bóng tối. Trên cái nền không gian ấy hiện lên hai đứa trẻ thật đặc biệt. Không phải nô đùa hay hoạt động vui chơi như vốn có của tuổi thơ. Ngược lại, chúng chờ đợi, mong ngóng đoàn tàu chạy qua dù đã díu cả mắt, như một sự tìm kiếm vô nghĩa, thậm chí là vô bổ. Ấy nhưng, ngòi bút của Thạch Lam không thể nông cạn như thế. Xây dựng chi tiết ấy, Thạch Lam đã tô đậm một cách chân thực cuộc sống nhàm chán, vô vị,
Vẻ nhạt của những mảnh đời lay lắt nơi phố huyện. Họ chờ đợi sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya như một cách để cứu cánh, để giải thoát khỏi sự im lặng và bóng tối u ám dù chỉ trong thoáng chốc. Cũng vậy, với vợ chồng A Phủ, tái hiện nhân vật Mị trong thế cùng A Phủ vượt thoát khỏi bọn lang đạc, địa chủ miền núi Tây Bắc, Tô Hoài đã lên án giai cấp thống trị bất nhân, được thực dân Pháp bảo trợ, đã trà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc của những người dân lương thiện miền núi Tây Bắc. Xã hội đối mặt đã cho chúng sức mạnh để tác oai tác quái với số phận đau khổ, éo le đến tột cùng. Chính xã hội thực dân nửa phong kiến đã trao cho bọn chúa đất những quyền uy đó, để giờ đây chúng hành động một cách không có tình người, không có sự bao dung, độ lượng hay giúp đỡ những người dân với số phận nghèo khổ. Những người lao động bình thường như Mị, như A Phủ, họ chỉ có thể nương tựa vào nhau để tự giải thoát cho chính mình, với hy vọng được tự do, được sống theo đúng nghĩa. Đồng thời, viết về họ, thông qua hai chi tiết đặc sắc, cả hai nhà văn đều thể hiện cái nhìn đồng cảm sâu sắc và sự nâng niu, trân trọng những nét đẹp tâm hồn, những khát khao, ước mơ tươi sáng của họ. Thạch Lam đã tinh tế phát hiện, nâng niu và trân trọng ước mơ của hai đứa trẻ ẩn trong tâm trạng, nỗ lực đợi tàu của chúng. Đợi tàu với người lớn ở phố huyện có thể để trao đổi hàng hóa, để bán buôn, để mưu sinh, nhưng với hai đứa trẻ thì khác. Hai đứa trẻ đợi chờ chuyến tàu đêm vì cái tớ dễ thương đến tội nghiệp. Vì chuyến tàu là hoạt động cuối cùng của đêm, chờ đợi đoàn tàu là hai đứa trẻ đang sống cho quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ta có thể cảm nhận rằng đợi tàu còn là hy vọng đổi đời. Chị em liên chờ đợi và khát khao một cuộc sống khác, có thể ở tương lai, có thể chỉ trong mơ, nhưng nó sáng hơn, vui nhộn hơn, nó cũng sung túc và sang trọng hơn. Ta cũng bắt gặp tư tưởng nhân văn ấy trong trang viết của Tô Hoài. Có thể nói, Tô Hoài đã đồng cảm sâu sắc với khát vọng của Mị. Tô Hoài khám phá ra quy luật của cuộc sống ở thân phận bé nhỏ của Mị. Ông hiểu điều gì ắt phải đến. Cuộc đời khốc liệt tới đâu cũng không thể chôn vùi khao khát cuộc sống tự do, hạnh phúc của Mị. Và Mị phản kháng là điều tất yếu. Sức sống, sức trẻ, tình thương vốn tiềm tàng trong cô đã giúp cô đủ sức mạnh để cởi trói cho A Phủ. Mị đã chứng tỏ được sức sống của con người để giúp thoát khỏi chính số phận cay nghiệt của cuộc đời mình. Tô Hoài còn đặc biệt ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp, sức sống diệu kỳ của những kiếp nông lô lầm than, tủi nhục trong mọi cảnh ngộ. Họ luôn luôn tìm cách vươn lên bằng khát vọng tự do, hạnh phúc, bằng sức mạnh yêu thương và sự dẫn đường chỉ lối của cách mạng. Nhà văn người Liên Xô Mikhail Solokhov từng nói, thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái đẹp và cái nhân đạo của lòng người. Dường như thấm nhuần tư tưởng ấy mà Thạch Lam và Tô Hoài đã tạo ra được những thanh nam châm thu hút mọi thế hệ, mọi giai đoạn, mọi thời đại bằng cái cao cả nhân văn được gửi gắm thông qua những chi tiết đặc biệt. Một tác phẩm văn chương thành công là tác phẩm ghi lại dấu ấn riêng trong lòng bạn đọc. Vì vậy, bên cạnh những điểm tương đồng, ta vẫn thấy những nét độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân của hai nhà văn. Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ, nhà văn Thạch Lam dành cái nhìn thương cảm, xót xa cho những người dân phố huyện nghèo, sống mòn mỏi, khổ cực và luôn chờ đợi cuộc sống khác từ những chuyến tàu đêm. Có thể thấy, phố huyện nơi Liên sống là nơi không có ánh sáng, không có niềm vui và ngay cả cái quyền được làm trẻ con, Liên cũng không có nốt. Nơi đó có đáng sống không? Đáng để gắn bó không? Phố huyện là thế. Cho nên, đâu phải ngẫu nhiên mà lúc nào Niên cũng mơ màng nhớ về Hà Nội, quá khứ của cô. Nơi đó, cô có cuộc sống sung túc, có thể sống với cái tuổi trẻ con của mình. Được đi chơi bờ hồ, được ăn quả ngon, lạ, được uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Và Hà Nội nhiều đèn, Hà Nội sáng rực, vui vẻ và huyên náo. Đó là một thế giới đầy ánh sáng, ngập tràn niềm vui, những thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng khao khát có. Nơi đó đáng sống. Nhưng với tâm thế của một đứa trẻ, hay với sự hạn hẹp trong thế giới quan của một nhà văn lãng mạn, Liên không thể đào thoát khỏi cái phố huyện nghèo nàn, tăm tối ấy. Thạch Lam cũng không thể như Ngô Tất Tố, xui chị dậu ném sức bạc vào mặt tên quan phủ Tư Ân mà chạy ra đường. Mà đường hôm ấy thì tối đen như mực, bỏ chạy thì tương lai thế nào? Liên không thể bỏ chạy,
người dân phố huyện cũng không thể bỏ chạy. Cái mà họ có thể làm chỉ là trông đợi một chuyến tàu đêm, bởi với họ, đoàn tàu là một thế giới khác đi qua, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa bác Siêu như trong các hiệu non nớt của Liên. Đoàn tàu đêm đi qua phố huyện, từ xa đã nghe rõ tiếng còi kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi, rồi nó rầm rộ đi tới. Tiếng bánh xe dồn dập, tiếng xe giết mạnh vào ghi như muốn phá vỡ cái tù đọng của không gian. Rồi ánh sáng tràn ngập, là làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, là các toa đèn sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường, là cái sang trọng khác xa cái nghèo nàn rách rưới của phố huyện ở những toa hạng trên với đồng và kẻn lấp lánh. Trên chuyến tàu ấy, những con người hoạt động đầy sức sống. Họ ồn ào, họ huyên náo, họ lố nhố khác xa với cái lầm lũi thì thầm của cư dân vùng quê ngập ngụa trong bóng tối. Niềm vui thoáng chốc, nhưng ít ra nó mang lại cho người dân nghèo phố huyện một chút hy vọng về sự thay đổi trong tương lai. Và với Liên, đoàn tàu còn mang một ý niệm khác. Nó có thể không đông, không sang, không sáng hơn mọi khi, nhưng với cô, nó vẫn đặc biệt, vì nó đến từ Hà Nội, đến từ vùng đất sáng rực, vui vẻ và huyên náo trong ký ức mong manh, không rõ rệt của một đứa trẻ. Đoàn tàu như tia hồi quang giúp Liên sống lại trong chốc lát những kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ. Nói cho cùng, câu chuyện mà Thạch Lam kể là câu chuyện về niềm tin và hy vọng. Người dân phố huyện có còn gì khác đâu mà hy vọng về một tương lai khác, một thế giới khác, vui vẻ hơn, đáng sống hơn. Và cái lãng mạn của Thạch Lam chính là ở đó. Nguyễn Minh Châu từng khẳng định, sứ mệnh của người cầm bút chính là nâng giấc cho những con người bị cùng đường, tuyệt lộ, bị cái ác hay số phận đen đủi dồn đến chân tường. Những con người mà cả tâm hồn và thể xác bị hắt hủi và đọa đày đến ê chề, hoàn toàn mất hết niềm tin vào con người và cuộc đời. Không ai khác, những người cầm bút tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không còn có ai để bênh vực. Và nhà văn Tố Hoài đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh ấy khi ông đã khám phá và khẳng định sức sống tiềm tàng, khả năng phản kháng và sự đấu tranh để tự giải phóng mình, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của những người lao động nghèo khổ, thông qua chi tiết, cắt dây, cỡ trói cho A Phụ, nhỉ, rón rén bước lại, rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây, cỡ trói cho A Phụ. Đây là hành động tự phát, mang ý nghĩa tiếp tục nổi loạn, khởi đầu cho sự vùng lên. Từ một người đàn bà yếu đuối, Mị đã trở thành một người can đảm. Bao nhiêu nhẫn nhục có trong người nay đã trỗi dậy, trộn lẫn với lòng thương người, tạo thành sức mạnh phản kháng, cứa vào sợi dây để thực hiện nguyên lý tình thương. Hành động cắt dây mây cởi trói cứu A Phụ là một hành động táo bạo, ngoài dự tưởng, mang tính chất tự phát. Nhưng hành động này có nguồn gốc sâu xa. Nó được thực thi bằng sức sống mãnh liệt của khát vọng tự do, của việc van xin không bị bán cho nhà giàu, của cái lặng câm, cái mặt luôn cúi xuống, buồn rười rượi, của cái ý định ăn lá ngón để chết, của cái việc lén uống rượu ừng ực từng bát một, thầm hát theo tiếng sáo, uốn lá trên môi, thổi lá hay như thổi sáo, của sự mộng du, sống thực trong cảnh ảo, đi chơi trong đêm tình mùa xuân. Mỹ đã cắt một sợi dây bằng con dao nhỏ để được một việc lớn, một hành động mà lại phá toang được hai nhà tù. Nhà tù phong kiến miền núi của bọn thổ ti Hờ Mông dưới sự hậu thuẫn của thực dân Pháp và nhà tù ma lực thần quyền. Cắt một sợi dây mà xóa đi hai kiếp người nô lệ, mở ra một cuộc đời mới của một đôi vợ chồng, một cặp đồng chí thì quả là một điều đáng quý. Do vậy mà đoạn văn cuối của phần này là đoạn bản lề của tác phẩm. Mỹ đã vùng lên, cứu người và cứu mình. Tô Hoài chỉ ra con đường giải phóng cho người nông dân, đó là đến với cách mạng. Qua đó, thể hiện niềm tin của nhà văn vào con người và sức sống tiềm tàng của họ. Mỹ đã hoàn toàn thoát khỏi vỏ bọc trước đây, chạy về phía ánh sáng. Phía trước, còn đó những khó khăn, nhưng chỉ ít, những con người bé nhỏ ấy đã đứng dậy đấu tranh, giải thoát cho chính mình, cho mình một con đường sống nơi phiền xa. Như vậy, có thể nói, với việc xây dựng nên chi tiết vượt thoát đắt giá, nhà văn Tô Hoài đã đưa vào một không khí vời vợi, làm cho đất nước và con người bay bổng lên hơn, rời bỏ được cái ám ảnh tù mụn, lặt vặt thường làm co quắp nhân vật và làm nhỏ bé vấn đề khung cảnh đi, như đúng quan niệm của ông về nghệ thuật ngôn từ.
Với Tô Hoài, mỗi chữ phải là hạt ngọc buông xuống những trang bản thảo. Có lẽ đây không phải là quan niệm của mình Tô Hoài, chỉ riêng Tô Hoài, mà còn chính là tâm niệm của mỗi người nghệ sĩ trên chặng hành trình gọt chữ thành văn. Không chỉ bằng những từ ngữ giàu có, đặc sắc, mà còn bởi việc xây dựng chi tiết một cách đắc địa, tài ba, nó đã hóa thành những hạt ngọc gieo rắc lên những trang giấy và in vào trái tim bạn đọc. Sở dĩ, cả hai nhà văn đều có những điểm gặp gỡ nhau trong giá trị tư tưởng, gửi gắm trong mỗi chi tiết, bởi cả hai đều là những nhà văn có tấm lòng nhân đạo và tình cảm yêu thương con người sâu sắc. Hạt nhân căn bản là tình yêu thương con người. Song, ở hai ông vẫn có những điểm khác biệt. Sự khác biệt ấy xuất phát từ đặc trưng của văn học. Văn học là lĩnh vực của sự sáng tạo, nó không cho phép sự lặp lại. Thêm vào đó, mỗi nhà văn có một phong cách sáng tạo nghệ thuật khác nhau, tạo nên dấu ấn riêng của mỗi người. Thạch Lam, với cảm quan lãng mạn chưa cho phép nhà văn đi xa hơn trong việc tìm thấy con đường giải thoát thực sự cho người lao động. Còn Tô Hoài, vốn am hiểu phong phú, sâu sắc về đời sống của những người nông dân vùng cao và viết chân thực về cuộc đời họ. Không khí của cuộc cách mạng trên mảnh đất Tây Bắc đã khiến nhà văn phản ánh được sức sống mãnh liệt của họ và quá trình tự đấu tranh đến với cách mạng để thay đổi cuộc sống của mình. Chủ nghĩa nhân đạo của Tô Hoài trong Vợ chồng A Phủ là chủ nghĩa nhân đạo cách mạng. Chính cách mạng, chính trường lớp cuộc đời đã dạy cho Tô Hoài những điều cuộc sống cần ở một người nghệ sĩ. Dù vậy, tuy cách viết khác nhau và ở hai giai đoạn văn học khác nhau, nhưng chi tiết mị trong đêm cởi trói cho A Phủ của Tô Hoài và chi tiết miêu tả tâm trạng chị em Liên trong cảnh đợi tàu của Thạch Lam, người đọc hiểu hơn về tấm lòng trân trọng của nhà văn với những ước mong giản dị, cao đẹp của con người trong xã hội đương thời. Vì lẽ đó, chi tiết không bao giờ tồn tại một cách độc lập, rời rạc, tỏa sáng ngoài bản lề của tác phẩm, mà nó luôn được đặt trong một chỉnh thể toàn vẹn, góp phần thể hiện giá trị chân, thiện, mỹ. Đúng như quan niệm cho rằng, chi tiết nghệ thuật không đơn thuần là ánh nắng, chói lọi trong giây lát trước mọi người, mà chi tiết nghệ thuật còn là sắc xanh của buổi chiều tà, động lại trong lòng người để rồi cứ vấn vương, chăn trở. Chi tiết nghệ thuật được xem như linh hồn của một văn bản ngôn từ, theo quy luật điển hình hóa của văn học, qua một giọt sương để thấy cả bầu trời. Nghệ sĩ lớn là người có khả năng trưng cấp cả đại dương vào trong một giọt nước, cả vũ trụ vào trong một giọt sương. Tầm cỡ nhà văn thì là viết về những cái rất nhỏ, mặt phẳng, nhưng khơi gợi được những vấn đề lớn liên quan đến số phận con người, nhân loại. Và hai chi tiết đắt giá trên được đặt trong mối quan hệ của chỉnh thể tác phẩm, thức tỉnh nơi bạn đọc những rung động, tình cảm sâu xa tưởng như đã chìm vào quên lãng bởi lớp bụi của thời gian.